Lưu Phước Định. Yeah. Vẫn đúng các con thưa quý vị. Lần đầu tiên cho phép Lưu Phước Định gửi một lời chào trân trọng của mình đến tất cả các quý anh chị khách mời cũng như là tất cả các anh chị phóng viên nhà báo đã có mặt ở đây trong một buổi ra mắt một cái dự án lửa của Lưu Phước Định. Vẫn giữ đúng phong cách cool, ngầu và hơi lạnh lạnh một tí đúng không bà? Không biết là vì sao lần này Nu lại quyết định là chọn một hình ảnh mới như thế này, trong khi một người đã quá quen với làm hình ảnh là Nu lúc nào cũng lãng tử điển trai như thế rồi. Nếu mà nói đây mới chính là con người thật của Nu Phước Định thì không biết mọi người có tin không? Vì Nu thích một sự nổi loạn, Nu thích một sự thoải mái, phóng túng và tự do hơn là việc lúc nào cũng ghép mình vào trong hình ảnh của một xoái ca khuôn ngầu thì kiểu như vậy. Tại vì trước đây thì dĩ nhiên chúng ta làm bất cứ một điều gì cũng phải có mục đích của nó. Khi thị trường đang có rất là nhiều xoái ca ở ngoài kia thì mình cũng có thể sống với đúng những cảm xúc đó của mình. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì chúng ta vẫn phải lớn lên. Và khi mà cái cảm xúc nó trỗi dậy thì Nu đã sẵn tay và làm tới cho hình ảnh này của mình. Đây là một trong những hình ảnh mà Nu rất là thích. Và chia sẻ với mọi người rằng là một cái chia sẻ rất là thú vị, nếu mà Nu không đi làm ca sĩ nữa thì việc đầu tiên Nu sẽ đi cạo đầu của mình. Việc thứ hai thì Nu sẽ dùng